Đọc tiếp, bàn về kiếm sống đúng đắn. O2, ngày 27 tháng 5 năm 1945. Chúng ta đã có được sự phát triển quá dư thừa thuộc mảnh kỹ năng, nhưng đổi lại sự mất mát, những cảm thấy rõ ràng hơn và sâu thẳm hơn, và một văn minh được đặt nền tảng trên sự phát triển của mảnh kỹ năng phải tạo ra sự nhẫn tâm lẫn sự tôn sùng thành công. Nhấn mạnh vào kỹ năng hay vào cảm xúc dẫn đến sự mất cân bằng, và mảnh kỹ năng luôn luôn đang tìm kiếm để tự bảo vệ chính nó. Thuần túy quyết tâm chỉ củng cố mảnh kỹ năng và làm cho tối tâm lẫn cằn cỗi nó. Nó luôn luôn tự hung hăng trong trở thành hay không trở thành. Những phương cách của mảnh kỹ năng phải được hiểu rõ qua sự nhận biết liên tục, và sự tái giáo dục của nó phải vượt khỏi quy trình suy nghĩ lý luận riêng của nó. Người hỏi: tôi phát giác có sự xung đột giữa nghề nghiệp của tôi và sự liên hệ của tôi. Chúng chuyển động trong những phương hướng khác biệt. Làm thế nào tôi có thể hiệp thông chúng? Chấm hỏi. Tiếp theo một tí, hầu hết nghề nghiệp của chúng ta đều bị định đoạt bởi truyền thống hay bởi tham lam hay bởi tham vọng. Trong nghề nghiệp của chúng ta tàn nhẫn, ganh đua, dối trá, ganh mãnh và tự phòng vệ cao độ. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào chúng ta yếu ớt, chúng ta có lẽ bị chèn ép, thế là chúng ta phải theo kịp sự hiệu quả cao độ của bộ máy tham lam của kinh doanh. Nó là một đấu tranh liên tục để duy trì một vị trí, để trở nên lanh lợi hơn và khôn ngoan hơn. Tham vọng không bao giờ có thể tìm được sự thỏa mãn vĩnh viễn. Nó mãi mãi đang tìm kiếm những phạm trù rộng lớn hơn cho sự tự khẳng định. Nhưng trong sự liên hệ, một tiến hành hoàn toàn khác hẳn được hàm ý. Trong nó phải có thương yêu, ân cần, thích ứng, tự phủ nhận, nhượng bộ. Không phải để chinh phục, nhưng để sống hạnh phúc. Trong nó phải có sự tế nhị, tự khiêm tốn, sự tự do khỏi thống trị, khỏi chấm hợp chiếm hữu, không trống nhưng trống không. Trong nó phải có sự tế nhị, tự khiêm tốn, sự tự do khỏi thống trị, khỏi chiếm hữu, nhưng trống không. Và sự sợ hãi nuôi dưỡng ganh tị lẫn đau khổ trong sự liên hệ. Liên hệ là một tiến hành của tự khám phá về chính mình, mà trong đó có hiểu rõ sâu thẳm hơn và rộng rãi hơn. Liên hệ là một điều chỉnh liên tục trong tự khám phá về chính mình. Nó cần đến sự kiên nhẫn, sự linh động vô hạn và một quả tim đơn giản. Nhưng làm thế nào hai điều này có thể cùng hiệp thông? Phải tự khẳng định và thương yêu, phải nghề nghiệp và liên hệ, chấm hỏi. Đọc lại, nhưng làm thế nào hai điều này có thể cùng nhau hiệp thông? Phải tự khẳng định và thương yêu, nghề nghiệp và liên hệ, chấm hỏi. Một điều thì tàn nhẫn, ganh đua, tham vọng, điều còn lại thì ân cần, hòa nhã. Chúng không thể hiệp thông cùng nhau. Một tay này họ quan tâm chém giết và tiền bạc, và tay còn lại họ cố gắng tử tế, ân cần, thương yêu. Để làm khuấy khỏa khỏi những nghề nghiệp nhàm chán và lo lắng của họ, họ tìm kiếm sự thanh thản và thoải mái trong sự liên hệ. Nhưng sự liên hệ không khoan nhượng sự thanh thản, bởi vì nó là một tiến hành đặc biệt của hiểu rõ và tự khám phá về chính mình. Qua sống liên hệ của anh ấy, con người của nghề nghiệp cố gắng tìm kiếm sự thanh thản và vui thú như một đền bù cho công việc kinh doanh nhàm chán của anh ấy. Từng chút một, nghề nghiệp hàng ngày của tham vọng, tham lam và tàn nhẫn dẫn đến chiến tranh và đến những hành động dã man của nền văn minh hiện đại.
Nghề nghiệp đúng đắn không bị sai khiến bởi truyền thống, tham lam hay tham vọng. Nếu dư thừa nghiêm túc, mỗi người chúng ta quan tâm thiết lập sự liên hệ đúng đắn, không chỉ cùng một người, nhưng còn cùng tất cả, vậy thì anh ấy sẽ tìm được nghề nghiệp đúng đắn. Nghề nghiệp đúng đắn hiện diện cùng sự tái sinh, cùng sự thay đổi quả tim, không phải từ sự khẳng định thuần túy thuộc trí năng để tìm ra nó. Đọc lại, nghề nghiệp đúng đắn hiện diện cùng sự tái sinh, cùng sự thay đổi của quả tim, chứ không phải từ sự khẳng định thuần túy thuộc trí năng để tìm ra nó. Hiệp thông tổng thể chỉ có thể xảy ra nếu có sự minh bạch của hiểu rõ trên tất cả những mức độ thuộc ý thức của chúng ta. Không thể có sự hiệp thông giữa tình yêu và tham vọng, xảo trá và minh bạch, từ bi và chiến tranh. Chừng nào nghề nghiệp và liên hệ còn giữ tách rời, thì vẫn còn có xung đột và đau khổ liên tục. Tất cả đổi mới bên trong, tất cả đổi mới bên trong khuôn mẫu của sự phân hai là tình trạng thoái hóa. Chỉ cần vượt khỏi nó thì sự hòa bình sáng tạo hiện diện. Đọc tiếp. Bangalore, ngày 8 tháng 8 năm 1948. Người hỏi: ông nói quá nhiều về sự nhận biết liên tục. Tôi phát giác rằng công việc của tôi gây nhàm chán, không thể kìm hãm được. Đến độ khi nói về sự nhận biết, sau một ngày làm việc cực nhọc, chỉ đang quan sát như đang sát muối vào vết thương. Đọc lại. Ông nói quá nhiều về sự nhận biết liên tục. Tôi phát giác rằng công việc của tôi gây nhàm chán, không thể kìm hãm được. Đến loại độ khi nói về sự nhận biết sau một ngày làm việc cực nhọc, chỉ đang sát muối vào vết thương. Viết ra một tí. Thưa bạn, đây là một nghi vấn quan trọng. Làm ơn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nó cẩn thận và xem thử điều gì nó hàm ý. Lúc này, hầu hết chúng ta đều bị nhàm chán bởi điều gì chúng ta gọi là công việc của chúng ta, việc làm của chúng ta, thói quen đều đặn hàng ngày của chúng ta. Những người ưa thích công việc và những người bị ép buộc làm việc do bởi sự cần thiết, và những người phát giác rằng công việc gây nhàm chán, gạch ngang, tất cả họ đều bị nhàm chán. Cả những người ưa thích công việc của họ và những người chống đối nó đều bị nhàm chán, đúng chứ? Một người ưa thích công việc của anh ấy thì anh ấy làm gì? Một người ưa thích công việc của anh ấy làm gì? Anh ấy suy nghĩ về nó từ sáng đến khuya, anh ấy liên tục bị bận tâm bởi nó. Anh ấy quá bị đồng hóa cùng công việc của anh ấy, đến độ anh ấy không thể quan sát nó. Gạch ngang, chính anh ấy là hành động, chính anh ấy là công việc. Và đối với một người như thế, điều gì xảy ra? Anh ấy sống trong một cái củi, anh ấy sống cô lập cùng công việc của anh ấy. Trong sự cô lập đó, anh ấy có lẽ rất khôn ngoan, rất sáng chế, rất tinh xảo, nhưng anh ấy vẫn còn bị cô lập và anh ấy bị làm cho nhàm chán bởi vì anh ấy đang chống đối tất cả công việc khác, tất cả những tiếp cận khác. Thế là công việc của anh ấy là một hình thức của tẩu thoát khỏi sống, gạch ngang, khỏi người vợ của anh ấy, khỏi những bổn phận thuộc xã hội của anh ấy, khỏi vô vàn những đòi hỏi và vân vân. Và có con người trong loại khác, người mà giống như hầu hết các bạn, người mà bị ép buộc phải làm công việc gì đó mà anh ấy không ưa thích và chống đối nó. Anh ấy là công nhân nhà máy, thư ký ngân hàng, luật sư hay bất kỳ những công việc khác nào mà chúng ta có. Lúc này, điều gì khiến cho chúng ta nhàm chán? Chấm hỏi. Liệu nó là chính công việc? Hay liệu nó là sự chống đối công việc của chúng ta? Hay liệu nó là sự tẩu thoát khỏi những tác động khác ập vào chúng ta? Chấm hỏi. Bạn theo kịp vấn đề chứ?
tôi hy vọng tôi đang trình bày rõ ràng. Đó là người ta ưa thích công việc của anh ấy. Đó là người ưa thích công việc của anh ấy quá bận rộn và quá vướng víu trong nó, quá bị trói buộc trong nó, đến độ nó trở thành một nghiện ngập độc làm. Đó là người ưa thích công việc của anh ấy quá bị vướng víu trong nó, quá bị trói buộc trong nó, đến độ nó trở thành một nghiện ngập. Thế là tình yêu công việc của anh ấy trở thành một tẩu thoát khỏi sông. Và đối với người mà chống đối công việc, mà mong ước anh ấy đang làm một công việc nào khác, phải có sự xung đột. Đối với người mà chống đối công việc, mong ước muốn anh ấy đang làm một công việc nào khác, phải có sự xung đột liên tục của chống lại điều gì anh ấy đang làm. Vì vậy vấn đề của chúng ta là liệu công việc khiến cho cái trí nhàm chán? Chấm hỏi. Vì vậy vấn đề của chúng ta là hai chấm. Liệu có phải công việc khiến cho cái trí nhàm chán? Chấm hỏi. Hay sự nhàm chán bị tạo ra bởi sự chống đối lại công việc ở một phía và bằng cách sử dụng công việc để trốn tránh những ảnh hưởng của sống ở phía khác? Chấm hỏi. Đọc lại. Hay sự nhàm chán bị tạo ra bởi sự chống đối lại công việc ở một phía và bằng cách sử dụng công việc để lẩn tránh những ảnh hưởng của sống ở phía khác? Chấm hỏi. Đó là liệu hành động công việc làm cho cái trí nhàm chán, hay liệu cái trí bị làm nhàm chán bởi trốn tránh, bởi xung đột, bởi chống đối? Chấm hỏi. Chắc chắn không phải là công việc, nhưng là sự chống đối làm cho cái trí nhàm chán. Đọc lại. Đó là liệu cái hành động, cái công việc nó làm cho cái trí nhàm chán, hay liệu cái trí bị nhàm chán bởi trốn tránh, bởi xung đột, bởi chống đối? Chấm hỏi. Chắc chắn không phải là công việc, nhưng là chống đối làm cho cái trí nhàm chán. Nếu bạn không chống đối và chấp nhận nhàm chán, bởi vì chỉ một phần cái trí của bạn đang vận hành với công việc mà bạn phải làm, phần còn lại của con người bạn, cái tầng ý thức sâu bên trong, cái tầng che giấu, bị bận rộn bởi những suy nghĩ mà bạn thực sự quan tâm. Vì vậy, không có xung đột. Điều này nghe có vẻ phức tạp, nhưng nếu bạn muốn thâm nhập nó cẩn thận, bạn sẽ thấy rằng cái trí bị khiến cho nhàm chán, chứ không phải bởi công việc, nhưng bởi chống đối lại công việc hay bởi chống đối lại sống. Điều này nghe có vẻ khá phức tạp, nhưng nếu bạn muốn thâm nhập nó cẩn thận, thì bạn sẽ thấy rằng cái trí bị khiến cho nhàm chán, chứ không phải bởi công việc, nhưng bởi chống đối lại công việc hay bởi chống đối lại sống. Ví dụ, bạn phải làm một việc nào đó mà bạn có lẽ mất 5 hay 6 tiếng đồng hồ. Nếu bạn nói, mở ngoặc kép, chán quá, thật là một công việc khủng khiếp, tôi ước tôi có thể làm công việc nào khác, đóng ngoặc kép, thì chắc chắn cái trí của bạn đang chống đối lại công việc đó. Một phần cái trí của bạn đang ao ước bạn đang làm việc gì khác. Sự phân chia này mà bị gây ra qua sự chống đối, nó tạo ra sự nhàm chán, bởi vì bạn đang sử dụng nỗ lực của bạn một cách phí phạm. Vậy ao ước bạn đang làm một công việc nào khác. Lúc này nếu bạn không chống đối nó, nhưng làm việc gì thực sự cần thiết, vậy thì bạn nói, mở vào kép, tôi phải kiếm sống, và tôi sẽ kiếm sống một cách đúng đắn, đúng vào kép. Nhưng kiếm sống đúng đắn không có nghĩa là quân đội, cảnh sát hay là một luật sư mà thành công trong sự tranh chấp, sự tranh cãi, sử dụng luận điệu gian trá và vân vân.
Đây hoàn toàn là một vấn đề khó khăn trong chính nó. Nếu bạn bị bận rộn khi làm việc gì đó mà bạn phải làm để kiếm sống, và nếu bạn chống đối lại nó, thì chắc chắn cái trí trở nên nhàm chán, bởi vì chính sự chống đối đó giống như một động cơ đang chạy mà cái phanh đang bị hãm lại. Điều gì xảy ra cho cái động cơ tội nghiệp đó? Chấm hỏi. Đọc lại. Nếu bạn bị bận rộn khi làm việc gì đó mà bạn phải làm để kiếm sống, và nếu bạn chống đối lại nó, thì chắc chắn cái trí trở nên nhàm chán, bởi vì chính sự chống đối đó giống như một động cơ đang chạy mà cái phanh thì đang bị hãm lại. Điều gì xảy ra cho cái động cơ tội nghiệp đó? Sự vận hành của nó bị trì trệ, đúng chưa? Nếu bạn đã lái một chiếc xe hơi, bạn biết việc gì sẽ xảy ra nếu bạn cứ hãm phanh. Chặt ngang, không những bạn sẽ làm mòn cái phanh, mà bạn sẽ còn làm hư hỏng động cơ. Đó chính xác là điều gì bạn đang làm khi bạn chống đối lại công việc. Trái lại, nếu bạn chấp nhận công việc, thì bạn phải làm, và làm nó một cách thông minh và trọn vẹn, hết sức mình. Vậy thì điều gì xảy ra? Bởi vì bạn không còn đang chống đối, bởi vì bạn không còn đang chống đối, nên những tầng ý thức của bạn đều hoạt động không liên quan đến việc gì bạn đang làm. Bạn đang trao chỉ cái trí tầng ý thức bên ngoài cho công việc của bạn. Còn tầng ý thức bên trong, cái phần che giấu của cái trí của bạn, lại bị bận rộn bởi những công việc khác mà trong đó có nhiều sinh khí hơn, nhiều chiều sâu hơn. Mặc dù bạn đối diện công việc, phải tầng ý thức bên trong đảm đương và vận hành. Mặc dù bạn đối diện công việc, cái tầng ý thức bên trong đảm đương và vận hành. Lúc này nếu bạn quan sát điều gì thực sự xảy ra trong sống hàng ngày của bạn. Ví dụ bạn quan tâm tìm được Thượng Đế hay có an bình. Đó là sự quan tâm thực sự của bạn mà các tầng ý thức bên ngoài lẫn bên trong đều bị bận rộn, chặt ngang, tìm được hạnh phúc, tìm được sự thật, sống một cách sống đúng đắn, tốt lành, minh bạch. Nhưng bạn phải kiếm sống, bởi vì không có cái sự việc như sống trong cô lập, gạt ngang cái thực thể mà hiện diện phải ở trong liên hệ. Thế là quan tâm đến sự an bình, và bởi vì công việc của bạn trong sống hàng ngày ngăn cản điều đó, bạn chống đối lại công việc. Thế là quan tâm đến an bình, và bởi vì công việc của bạn trong sống hàng ngày lại ngăn cản điều đó, bạn chống đối lại công việc. Bạn nói, bảo ngồi kép, tôi ao ước có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, để tham thiền, để luyện tập yêu linh, đóng ngồi kép, hay bất kỳ việc gì. Khi bạn làm việc đó, khi bạn chỉ chống đối lại công việc bạn phải làm, thì chính chống đối đó là một lãng phí của nỗ lực mà làm cho cái trí nhàm chán. Nhưng nếu bạn nhận ra rằng tất cả chúng ta đều làm những công việc khác nhau mà phải được làm, gạch ngang, như viết thư, nói chuyện, hốt phân bò hay công việc gì bạn muốn, gạch ngang, và vì vậy không chống đối, nhưng nói, mở vào kép, tôi phải làm công việc đó, đóng vào kép, vậy thì bạn sẽ sẵn lòng làm nó mà không nhàm chán. Nếu không có chống đối, khoảnh khắc công việc đó làm xong, bạn sẽ phát giác rằng cái trí của bạn an bình. Nếu không có chống đối, thì cái khoảnh khắc công việc đó làm xong, bạn sẽ phát giác rằng cái trí của bạn an bình. Bởi vì tầng ý thức bên trong, những tầng sâu thẳm hơn của ý thức, quan tâm đến an bình, bạn sẽ phát giác rằng an bình bắt đầu hiện diện. Vì vậy không có sự phân chia giữa hành động, mà có lẽ là công việc đều đặn, mà có lẽ không hứng thú, và sự theo đuổi sự thật của bạn.
không có sự phân chia giữa hành động và sự theo đuổi sự thật. Đọc lại. Vì vậy không có sự phân chia giữa hành động phải, mà có lẽ là công việc đều đặn, mà có lẽ không hứng thú phải, và sự theo đuổi sự thật của bạn. Tức là không có sự phân chia giữa hành động và sự theo đuổi sự thật. Đọc lại lần nữa. Vì vậy không có sự phân chia giữa hành động phải, mà có lẽ là công việc đều đặn, mà có lẽ không hứng thú phải, và sự theo đuổi sự thật của bạn. Chúng hiệp thông khi cái trí không còn đang chống đối, khi cái trí không còn bị làm cho nhàm chán qua chống đối. Chính bởi sự chống đối mới tạo ra sự phân chia giữa an bình và hành động. Chống đối được đặt nền tảng trên một ý tưởng, và chống đối không thể tạo ra hành động. Chính hành động mới giải thoát, không phải sự chống đối công việc. Vì vậy, rất quan trọng khi hiểu rõ rằng cái trí bị khiến cho nhàm chán qua chống đối, qua phê bình, qua chỉ trích và qua trốn tránh. Cái trí không bị nhàm chán khi không chống đối, không phê bình, không chỉ trích. Vậy là nó năng động, sinh động. Chống đối chỉ là cô lập, và cái trí của một người liên tục đang tự cô lập chính anh ấy một cách có ý thức hay không ý thức, bị khiến cho nhàm chán bởi sự chống đối này. U2 ngày 14 tháng 8 năm 1955. Người hỏi: ông nói rằng một cái trí bị bận tâm không thể thu nhận sự thật hay Thượng Đế. Nhưng làm thế nào tôi có thể kiếm sống nếu tôi không bị bận tâm bởi công việc của tôi? Chính ông không bị bận tâm bởi những nói chuyện này như phương tiện kiếm sống đặc biệt của ông hay sao? Rít ra một tiếng. Thượng Đế cấm tôi không được bận tâm bởi những nói chuyện của tôi. Chấm than. Tôi không bị bận tâm. Và đây không là phương tiện kiếm sống của tôi. Nếu tôi bị bận tâm, sẽ không có khoảng ngừng giữa những suy nghĩ, sẽ không có sự yên lặng đó mà cần thiết để thấy cái gì đó mới mẻ. Nếu tôi bị bận tâm, sẽ không có khoảng ngừng giữa những suy nghĩ, sẽ không có yên lặng đó mà cần thiết để thấy cái gì đó mới mẻ. Vậy thì nói chuyện sẽ nhàm chán lắm. Tôi không muốn bị nhàm chán bởi những nói chuyện riêng của tôi. Vì vậy tôi không đang nói chuyện từ ký ức. Nó là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. Không đặt thành vấn đề. Chúng ta sẽ thâm nhập nó vào dịp khác. Người hỏi muốn biết làm thế nào anh ấy sẽ kiếm sống được nếu anh ấy không bị bận tâm bởi công việc của anh ấy. Liệu chính bạn bị bận tâm bởi việc làm công việc của bạn? Chấm hỏi. Liệu chính bạn bị bận tâm bởi công việc của bạn? Chấm hỏi. Làm ơn hãy lắng nghe điều này. Nếu bạn bị bận tâm bởi công việc của bạn, vậy thì bạn không ưa thích công việc của bạn. Bạn hiểu rõ sự khác biệt chứ? Nếu tôi ưa thích công việc của tôi đang làm, thì tôi không bị bận tâm bởi nó. Công việc của tôi không tách khỏi tôi. Nhưng chúng ta đã được đào tạo trong quốc gia này, và bất hạnh thay, nó đang trở thành thói quen khắp thế giới. Vậy, phải thu lượm kỹ năng trong công việc mà chúng ta không ưa thích. Có lẽ có một ít những người khoa học, một ít những chuyên gia kỹ thuật, một ít những kỹ sư mà thực sự ưa thích điều gì họ làm trong toàn ý nghĩa của từ ngữ đó mà tôi sẽ giải thích tiếp theo đây. Nhưng hầu hết chúng ta đều không ưa thích việc gì chúng ta đang làm, và đó là lý do tại sao chúng ta bị bận tâm bởi kiếm sống của chúng ta. Tôi nghĩ có một khác biệt giữa hai điều. Nếu bạn thực sự thâm nhập nó, làm thế nào tôi có thể ưa thích việc gì tôi đang làm? Nếu tôi luôn luôn bị thúc đẩy bởi tham vọng, qua công việc của tôi đang cố gắng để đạt được một mục đích, để trở thành người nào đó, để kiếm được sự thành công. Chấm hỏi.
một nghệ sĩ quan tâm đến tên tuổi của anh ấy, đến sự vĩ đại của anh ấy, đến sự so sánh, đến đạt được tham vọng của anh ấy, thì không còn là một nghệ sĩ. Anh ấy chỉ là một chuyên viên kỹ thuật giống như những người khác. Mà có nghĩa thực sự rằng muốn thương yêu việc gì đó thì phải có một kết thúc toàn bộ của tất cả tham vọng, của tất cả ham muốn cho sự công nhận của xã hội. Gạch ngang, mà dù sao chăng nữa đã bị thoái hóa rồi. Thưa các bạn, làm ơn đừng cười. Và chúng ta không được đào tạo cho điều đó, chúng ta không được giáo dục cho điều đó. Chúng ta phải phù hợp vào khe rãnh nào đó mà xã hội hoặc gia đình đã giao cho chúng ta. Bởi vì cha ông của chúng ta đã là những bác sĩ, những luật sư hay những kỹ sư. Tôi phải là một bác sĩ, một luật sư hay một kỹ sư. Đọc lại, bởi vì cha ông của chúng ta đã là những bác sĩ, những luật sư hay những kỹ sư, nên tôi phải là một bác sĩ, một luật sư hay một kỹ sư. Và lúc này phải có càng nhiều kỹ sư càng tốt, bởi vì đó là điều gì xã hội đòi hỏi. Thế là chúng ta đã mất đi tình yêu về chính công việc này. Gạch ngang, nếu chúng ta đã từng có nó, mà tôi nghi ngờ lắm. Khi bạn thương yêu một công việc thì không có sự bận tâm bởi nó. Cái trí không quan tâm đến việc kiếm được cái gì đó, không cố gắng tốt lành hơn người nào khác. Tất cả so sánh, gánh đua, tất cả ham muốn cho thành công, cho kiếm được, hoàn toàn kết thúc. Chính cái trí tham vọng mới bị bận tâm. Tương tự, một cái trí bị bận tâm bởi Thượng Đế, bởi sự thật, thì không bao giờ có thể khám phá được nó. Bởi vì điều mà cái trí bị bận tâm, nó đã biết trước rồi. Nếu bạn đã biết trước cái vô hạn, vậy điều gì bạn biết là kết quả của quá khứ, vì vậy nó không là cái vô hạn. Sự thật không thể được đo lường, vì vậy không có sự bận tâm bởi nó. Chỉ có một yên lặng của cái trí, một trống không, trong đó không có chuyển động. Và chỉ đến lúc đó cái không biết biết được mới có thể hiện diện. Chỉ có một yên lặng của cái trí, một trống không, trong đó không có chuyển động. Và chỉ đến lúc đó cái không biết được mới có thể hiện diện. Tạm dừng các 28.